Ở phần 2 này chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về các chức năng có ở khu vực giữa của Curtman K360 nhé. Sẽ bao gồm một màn hình LCD 4 inch hiển thị rõ nét các chức năng cũng như là thao tác trong quá trình các bạn sử dụng. Ở dưới màn hình sẽ là các nút Demo, Song, Style, Voice, Piano, Smart Learning. Tiếp theo sẽ là Fade, Băng, Store, khu vực lưu trữ từ M1 đến M6 và cuối cùng là OTS, một tính năng giúp các bạn mới có thể nghe được giai điệu cũng như là âm thanh ở ngay trên đàn mà không cần phải biết chơi nhạc, đó chính là tính năng Demo. Đàn có tới 8 giai điệu Demo thông dụng như là Ballad, R&B, Bossa Nova, Funk, Jazz. Để kích hoạt, các bạn bấm vào nút Demo, sử dụng cây nó xoay và lựa chọn những giai điệu mà các bạn muốn phát. Để dừng lại, các bạn hãy bấm một lần nữa vào nút Demo. Đàn có đến 160 bài hát từ các thể loại nhạc như là nhạc đồng quê, nhạc bóp, nhạc cổ điển hay là piano. Các bạn có thể nghe hay học trực tiếp ngay trên đàn thông qua nút Smart Learning. Để sử dụng, các bạn bấm vào Song, dùng cây nó xoay và lựa chọn cái bài mà các bạn muốn phát. Hoặc các bạn có thể sử dụng dãy các con số từ 1 cho đến 160 để lựa chọn bài. Để dừng lại, các bạn hãy bấm vào Song một lần nữa nhé. Ngoài ra, Curtman K360 còn có thể giúp các bạn lưu trữ thêm 10 bài hát mà các bạn tự sáng tác ở ngay trên đàn. Kế tiếp sẽ là tính năng Smart Learning, giúp các bạn có thể học theo 160 bài hát thông qua những bài tập nhỏ ngay trên đàn. Để kích hoạt, các bạn hãy bấm vào nút Smart Learning. Khi bấm vào, ở trên màn hình hiển thị sẽ có một dấu stick ở phần Smart Learning. Các bạn có thể sử dụng cây nó xoay hoặc các con số và lựa chọn các bài hát mà các bạn muốn học. Đàn sẽ chia bài hát thành các listen nhỏ để các bạn có thể dễ dàng học theo. Lúc này bạn sẽ nghe giai điệu ở phần play và chơi lại ở phần try. Các bài tập này sẽ giúp cho các bạn cảm nhận âm thanh và nhớ vị trí nốt tốt hơn. Tiếp theo sẽ là style. Đàn có tới 240 điệu từ các thể loại nhạc nổi tiếng trên thế giới như pop, ballad, rock, dance, latin, country và vân vân. Đặc biệt hơn, Curtman K360 còn được trang bị bộ nhớ lớn hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc khác, cho phép bạn lưu trữ thêm lên đến 150 điệu mới hot trend về trên đàn. Khi các bạn bấm vào style, trên màn hình sẽ hiển thị style và số điệu tương thích. Và bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm thử vài điệu ở trên đàn nhé. Kế tiếp sẽ là Voice. Khi các bạn chọn vào Voice, trên màn hình sẽ hiển thị Voice và số tiếng tương thích. Đàn có 740 tiếng từ các loại nhạc cụ như piano, organ, guitar, bass, string, trống. Ngoài ra, đàn còn trang bị thêm bộ tiếng dân tộc Việt Nam với hai lớp layer như là tiếng càng lá, kìm, sáu. Đàn bầu. Tiếng chanh. Và cò. Hãy cùng mình lắng nghe thêm một vài tiếng hay ở trên đàn nhé.
Khi các bạn đang chơi với nhiều tiếng và điệu khác nhau nhưng muốn trở về tiếng piano thì các bạn hãy bấm vào nút piano. Chức năng piano sẽ đưa các bạn nhanh về tiếng piano với cài đặt mặc định ở trên đàn. Kế tiếp sẽ là fade. Khi kích hoạt trên màn hình sẽ hiển thị fade. Fade bao gồm fade in và fade out, giúp tăng dần khi bắt đầu và nhỏ dần âm lượng khi kết thúc một điệu nhạc. Kế tiếp sẽ là khu vực băng tiếng. Codeman K360 được trang bị 8 băng tiếng và mỗi băng lưu được 6 tiếng khác nhau. Bấm vào băng Store để di chuyển giữa các băng tiếng. Bấm M1 đến M6 để thay đổi các tiếng trong băng. Memory sẽ là ký hiệu của băng tiếng. Số đầu tiên là số thứ tự của băng. Số thứ hai sẽ là số thứ tự của tiếng trong băng. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu tiếng vào băng. Đầu tiên, chọn đánh điệu cần lưu. Chuyển qua Voice để chọn tiếng. Dùng cây note hoặc dãy số để chọn tiếng. Sau khi chọn xong, bấm băng M1 để lưu vào băng tiếng thứ nhất. Làm tương tự với các tiếng còn lại. Cuối cùng hãy kiểm tra lại một lần nữa. Để tránh không bị nhảy điệu khi chuyển băng tiếng, các bạn hãy sử dụng tính năng khóa băng tiếng, chọn Shift Free để kích hoạt. Khi này trên màn hình sẽ hiển thị ký hiệu Freeze. Kết hợp với đệm hợp âm, intro và fill khi bắt đầu sẽ giúp bạn chơi hay hơn. Bấm fill dồn trống vào giữa các đoạn điệp khúc để chuyển tiếng mượt hơn. Một tính năng giúp các bạn mới dễ dàng lựa chọn tiếng phù hợp với điệu đó chính là OTS. Các tiếng phù hợp với điệu sẽ được producer cài đặt sẵn cho khu vực băng tiếng từ M1 đến M4. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi và tùy chỉnh sâu các thông số của các tiếng OTS qua phần mềm Bluetooth. Khi kích hoạt, trên màn hình sẽ hiển thị ký hiệu OTS. Các số sẽ tương ứng với các tiếng được lưu từ M1 tới M4. Khi này, bạn sẽ chọn được các tiếng phù hợp với giai điệu một cách nhanh chóng. Và đó là tất cả các chức năng có trong phần 2 trên cây đàn Codeman K360. Các bạn hãy nhớ đón chờ các phần tiếp theo nhé. Công ty sẽ luôn update các style mới hot nhất thị trường. Các bạn có thể tải miễn phí ở đường link phía dưới nhé. Và đặc biệt hơn, khi các bạn mua hàng ở các hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ được tặng ngay một bao da cao cấp, một chân ít đôi và một chắc phone chuyển đổi. Link của cây đàn K360 thì mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả nhé. Hoặc các bạn có thể gọi qua số hotline 0919 768606 để được tư vấn mua hàng. Hãy nhớ bấm like, share, subscribe để ủng hộ tụi mình ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.